Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người lại với channel review nó khoảng mình Tuấn nha. Hiện tại đang là 2 giờ chiều ngày Chủ nhật và cũng rất là lâu rồi Tuấn mới quay lại review vì tháng 9 vừa rồi thì mình có một cái live show rất là lớn với má của mình là nữ hoàng nhạc gia Stick Loan tại phần Rồng Dao. Dồn hết tất cả tâm sức và năng lượng để cho cái live show này. Sau đó thì 2 tuần vừa rồi thì nhân dịp mà cả gia đình bên Mỹ về đó thì Tuấn cũng đi du lịch liên tục luôn và tới bây giờ thì mới nổi hứng review. Và nhân dịp trong cái tháng 10 này thì có một ngày lễ lớn dành cho phái nữ, đó là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Thì Tuấn cũng ưu tiên review online nước hoa dành cho nữ ha. Và để cho các anh em nào muốn tham khảo về cái line này tặng cho ghệ hay tặng cho vợ thì cân nhắc để tiến hành, vì cái line nước hoa này thì Tuấn đã chú ý nó khá là lâu rồi. Ra đời từ năm 2020, đến từ một cái thương hiệu sản xuất giày rất là nổi tiếng, giày cao gót. Họ dấn thân vào nước hoa cũng mới gần khoảng 2-3 năm nay thôi. Và có một số những cái chai nó đã on top, nó gọi là nó có cái chỗ đứng ở trong cái thị trường nước hoa. Đó là Tuấn đang nhắc đến cái thương hiệu Louboutin, một thương hiệu giày cao gót rất nổi tiếng ha của Pháp. Và cái line nước hoa mà Tuấn muốn review màu đỏ đó là line Luby World, bao gồm 7 mùi. Thì giá của mỗi chai 100 ml á, thì nó khá là mắc, trên 5 triệu, 6 triệu. Cho nên Tuấn, những cái chai nước hoa này thì họ định vị là cho nữ luôn, cho nên Tuấn sẽ không tiến hành kéo về sưu tầm những cái chai này, mà Tuấn chỉ mua một cái set nước hoa bao gồm 7 mùi. Và 7 cái mùi này thì với cái dung tích mỗi chai mini nó chỉ 9 ml thôi, nó đủ 7 mùi trong cái line này luôn, trong cái gift set này luôn. Và của hãng thì nó có thêm một cái túi màu đỏ rất là đặc trưng của nhà Louboutin. Ok, thì cái line Louboutin này á có 2 chai mà Tuấn thấy đánh giá rất là cao và thị trường cũng râm ran lâu nay, đó là chai Luby Crown, Luby Rouge và Luby Croc, là 3 cái chai mà giới nước hoa cũng đang rất là ưa chuộng ha. Và cái line này thì với cái thiết kế màu đỏ đặc trưng của hãng Louboutin, trong cái hộp này, hộp dài này thì nó bao gồm 7 chai 9 ml. Thì tôi sẽ tiến hành in seal để mở ra thẩm mùi những cái chai này. Cái hãng này thì chuyên về làm giày cao gót và họ mới gần đây họ cũng ra thêm một cái line là Luby cái gì ta, Luby World hả? không nhớ cái line mà những cái chai màu nâu á, 3 chai có cái hình con bọ hung đồ này kia đó. Thì cái line đó thì Tuấn cũng chưa có kéo về. Mở cái box này ra thì mọi người thấy là 7 chai được để trong cái hộp rất là đẹp, khá là chỉnh chu ha. Và cái điểm đặc biệt của cái line ở cái gift set này là những cái nắp á, hãng nó vẫn làm theo cái thiết kế nắp của những cái chai full. Và bây giờ thì Tuấn sẽ tiến hành, Tuấn lôi ra từ bên trái qua phải đi cái này. Ok, đó là chai Luby Croc. Croc là viết tắt của Crocodile, cho nên là cái chai này thì ở trên cái nắp của nó có một cái hình con cá sấu quấn quanh cái tháp gì đó. Ok, này mở ra sao đây. Nó khá là chắc. Cái chai nó nhỏ như cái thỏi son á, nó khá là đẹp mắt ha. Chân nó cũng dễ thương nữa. Ồ, mở ra khó quá vậy. Chết cha. Cái này mở sao trời. Do cái chai nó nhỏ. Chai này là cái chai dạng chấm nha, chứ không phải dạng xịt. Chai dạng chấm cho mọi người, chứ không phải dạng xịt. Nó chỉ có 9 ml thôi. Và mở ra nó hơi khó, so với cái gift set này thì mở ra nó thật sự là nó hơi khó. Chai này là Luby Croc. Khi mà Tuấn mới mở ra, Tuấn nghe ra một cái mùi nó rất là gỗ. Nó gỗ nhưng mà nó có một chút gì đó, nó hơi kem kem, kem nhẹ. Mình có trét cái này lên lên tay rồi. Một cái điểm trừ của cái line này là khi chúng ta mở cái nắp ra thì nó hơi khó mở và nó dễ bị chảy nước hoa ra ngoài. Một cái mùi rất là rõ ràng của đàn hương.
Cái chai này khi mà Tuấn mới ngửi, gỗ đàn hương nó rất là kem, nó rất là gọi là nó có một cái độ béo và độ kem rất là dễ nhận biết trong cái nốt gỗ này, và một chút gì đó nó béo nhẹ, hơi béo béo sữa sữa, mà Tuấn cảm giác như trong cái chai này có cái nốt vanilla hoặc là một cái loại hoa gì đó tạo nên một cái độ phấn và kem nhẹ ha, cảm giác như vậy. Nhưng mà cái mùi gỗ đàn hương trong cái chai Ruby Croc này nó rất là rõ nét, khi mà mở ra một chút thì bắt gặp ngay cái mùi gỗ đàn hương trong chai này. Nó có một chút gì gợi nhớ đến cái chai Secret Wood của nhà Killian. Và cái bộ này thì Tuấn cũng chỉ đánh giá nó ở cái mức độ là designer, vì đây là một cái thương hiệu thời trang sản xuất giày có gót rất là nổi tiếng. Và cái loại này thì cũng không có một cái chai nào được định vị là niche cả, vì cái tông mùi của những chai này khá là đơn giản ha, nó không có quá khó xài, và nó cũng không có cái gì quá outstanding, quá đặc biệt. Thì cái chai này là một cái chai mà khi Tuấn mở mở cái chai ra và Tuấn ngửi thử thì đây là một cái chai tông mùi gỗ đàn hương khá là rõ nét, và một chút gì đó kem kem mà phấn phấn nhẹ ở trong cái chai này. Một chút nữa mình sẽ đi qua những cái đánh giá khác của Frantica. Bây giờ Tuấn sẽ đi qua cái chai thứ hai của cái bộ này, đó là chai Ruby Crown. Ruby Crown là crown là vương miện, thì Ruby Crown nó được thiết kế cũng hơi khó lấy ra so với cái hộp nha. Cái bộ này thì chân nó rất là đẹp, nhỏ xíu, rồi nó cũng màu nó cũng tươi nữa. Cái Ruby Crown này thì nó là cái hình cái vương miện. Để đâu, để đây đi. Ở trên cái nắp nó là cái vương miện nè. Nếu cái chai to thì cái nắp, cái thiết kế nó, cái nắp nó cũng vậy luôn. Chai này thì có vẻ nó dễ mở hơn so với cái chai Ruby Croc, vì cái thiết kế cái nút chai nó chỉ vậy thôi. Tuấn sẽ đổ ra cổ tay. Thực sự nước hoa dạng chấm thì mình cũng không có thích mấy, vì một mùi hơi ngai ngái, ngọt, nó có một chút ngái nhẹ khi chúng ta mới ngửi ha. Một cái vai mùi nó hơi ngọt và nó hơi có một chút khắc khắc hắc hắc. Mặc dù là cái nốt đó nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà nó gợi nhớ cho Tuấn ngay đến cái chai Black Afghano. Kiểu như nó hơi mùi mùi gỗ mà nó hơi cháy cháy, hoặc là có một chút gì đó mùi mùi cần sa. Không rõ mùi cần sa đâu. Nhưng mà cái chai Ruby Crown này, một cái chai nó khá là nổi tiếng của cái thương hiệu Louboutin. Nhưng mà ngay sau đó là một cái nốt ngọt, rất là ngọt, ngọt của cái kiểu ngọt tonka. Nó tỏa ra ngay. Thì cái mùi hắc hắc ngay đầu á, giống như mùi gỗ cháy cháy, hay là cái mùi chút gì đó nó thoáng gợi nhớ đến mùi cần sa trong chai Afghano. Một cái tông mùi theo cái chiều hướng nữ tính, tại vì khi mà cái nốt hơi hắc hắc nhẹ đó nó tỏa đi, và sau đó là một cái vị ngọt khá là đậm đà của mùi tonka khá là rõ nét. Những cái chai này thì Tuấn cảm nhận trên da mình thì cái độ bám và độ tỏa của những cái chai này nó không có được quá tốt nha, nó không được quá tốt. Vì cái những cái tầng hương á, Tuấn cảm thấy nó chỉ ở cái phương diện là nó nhẹ, còn cái độ bám á, thì theo cái một số những cái đánh giá của các bạn mà chơi Louboutin rồi, thì cái line này nó bám cũng không đến mức độ tốt, nó ở cái mức trung bình và trung bình khá thôi, chứ không đến mức độ tốt nữa. Thì đây là cái chai mà Tuấn ngửi ra ngay cái mùi. Bây giờ Tuấn nghe ra cái mùi gỗ tuyết tùng. Mùi gỗ tuyết tùng khá là rõ. Gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, hai nốt gỗ rất là nổi tiếng trong giới nước hoa. Thì gỗ tuyết tùng nó có một chút gì đó, nó hơi thiên về cái mùi gỗ thông, mà ở Việt Nam mình các bạn có thể dễ dàng tìm gặp cái mùi gỗ thông. Nó hơi khô khô, nó hơi có một chút gì hơi hăng hăng và cay cay cái mũi, đó là mùi gỗ thông. Còn mùi gỗ đàn hương thì nó tạo nên cái nốt kem kem béo béo với cộng với cái gỗ, đó là gỗ đàn hương. Hai cái chai này thì hai nốt gỗ khá là khác nhau. Cái chai này thì bây giờ nó lên chút xanh xanh. Đây là cái chai Ruby Croc, nó lên chút xanh xanh.
gợi nhớ đến một thoáng gì đó của chai Bamba, nhưng mà ở cái tông mùi nó ngọt hơn và nó dễ chịu hơn, nó béo nó kem hơn. Thằng này thì có một chút gì đó, nó cái kiểu nó hơi ngai ngái ở cái hậu, mở màng nó hơi hăng hăng và cái hậu nó hơi ngai ngái, trên cái nền ngọt của đậu tonka nó khá là ngọt ngào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua chai thứ ba. Ruby gì đây? Cái hình của một con sư tử đội cái mũ của Ấn Độ. Christian Louboutin, không nhớ cái chai này tên gì. Để mình phải mở cái hộp phía sau ra mình coi. Lubirash. Lubirash là hình, cái nắp nó hình con sư tử đội cái mũ của người Ấn Độ ha. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử. Cái này cũng dễ mở hơn so với hai cái chai vừa rồi. Chết cha. Cái nắp này bây giờ nó xúc ra khỏi cái núm của cái chai, nó xúc ra khỏi cái nắp và nó dính vào trong cái chai. Những cái chai nước hoa chấm á, Tuấn không có thích chút nào hết. Thà chúng ta đổ những cái chai này vô ống chiết 10 ml gì đó để chúng ta xịt thì cái độ tỏa hương và cái độ lưu trên da nó sẽ tốt hơn. Còn cái dạng chấm rồi chúng ta trây trây á, cái mùi nó không có tốt đâu. Điểm trừ của cái set này, rồi ra rồi. Điểm trừ của những cái set này là cái kiểu chai 9 ml này nó chỉ ở dạng chấm nha, chứ không có dạng xịt. Cái này mình dán keo lại, mình phải dán keo lại, tại vì cái nút nhỏ này nè nó bung ra khỏi cái chai, nó dính vô, nó bung ra khỏi cái nắp, nó dính vô cái chai. Ok. Chấm thì nó thành một cái vệt nước hoa như vậy ở trên tay thôi, mùi nó sẽ không tốt. Lubirash này mùi rất hay nha. Tuấn không định vị ra một cái mùi gì rõ ràng trong chai này. Nó có một chút gì đó trái cây, một chút gì đó hoa, hơi cay cay. Một cái mùi mà nó ngọt nữa. Không định vị được cái mùi của cái chai Lubirash này, cũng không định vị được, nhưng mà cái mùi nó sang, nó ở cái vương vị nó sang. Một mùi rất là dễ chịu. Nghe giống mùi trái cây á. Lại có một chút gì đó nó hơi phấn phấn và kem kem nhẹ nữa. Lubirash này cũng hơi confused về cái nốt mùi, nhưng mà cái mùi nó theo cái mũi mình rất là hay nha. Nó có một chút gì đó nó ngọt ngọt, nó hơi ngọt ngọt, nó hơi hoa hoa. Và một chút gì đó nó cay cay. Cay cay cái mũi. Nhưng mà cái mùi rất là thơm. Không biết diễn tả cái mùi này như thế nào vì nốt mùi trong này Tuấn chưa detect được là mùi gì. Không detect được. Lubirash, cái hình con sư tử và cái đội cái mũ của Ấn Độ. Một chút nữa mình sẽ ra Proventica sau. Rồi bây giờ là một cái chai nổi tiếng của cái hãng này, đó là chai có hình chiếc giày cao gót, rất là gọi là signature của cái hãng Louboutin. Đó là chai Ruby Rouge. Rouge có nghĩa là màu đỏ. Thì đây là cái chai với cái thiết kế là một chiếc giày cao gót đứng trên cái một quả cầu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lôi ra để coi cái mùi nó như thế nào. Thật sự là mấy cái chai mà thuộc cái dạng ống chấm như thế này nó rất là khó bứt cái nắp ra ngoài. Ồ, chế nhiều quá. Chai này thì cái mùi rất là rõ nét, đó là mùi iris, mùi hoa hơi có một chút gì đó phấn phấn nhẹ và ngọt. Ngọt này Tuấn thấy có vẻ giống như nó họ lại blend cái nốt đậu tonka hoặc là vani vào.
vani hoặc tonka trong cái chai này. Hoa dương vĩ này thì cái mùi nó khá là thanh, nó không có bị quá phấn như là những cái chai dương vĩ mà Tuấn có khác. Mà Tuấn khi Tuấn ngửi cái mùi này, Tuấn nghe cái nốt dương vĩ này nó hơi có một chút gì đó tươi và fresh, giống như cái chai Florentine Iris của Z nhà. Đương nhiên mức độ của cái chai này thì nó không đỉnh bằng cái chai Z nhà Florentine Iris rồi, nhưng mà cái mùi, cái nốt dương vị trong chai này nó khá là thanh và nó khá là sạch, giống như là nó mang cái chiều hướng của Z nhà với một cái nền hơi ngọt của vani hoặc là tonka trong cái chai này ha. Hết rồi, không nghe được cái mùi gì quá rõ ràng. Nước hoa của Louboutin thì với cái line Louis World này thì nó khá là nó khá là đơn giản. Với bốn cái mùi mà mình vừa thử qua thì mình thấy nó khá là đơn giản. Riêng với cái chai mà cái mùi nó hơi thiên thiên về cái mùi của Afghano, cái mùi này tôi thấy nó hay tại vì nó có cái độ hơi khói khói. Luby Crown nó có cái độ khói khói. Nó hơi giống như cái chai chút gì đó nó gợi nhớ đến chai Afghano của Nasubato. Nó có một chút gì nó hơi khói khói trong chai này. Thì cái chai này tới bây giờ tôi đánh giá cao nhất. Đây là chai, nhắc lại ha, chai đầu tiên, chai Luby Croc hình con cá sấu. Mùi gỗ đàn hương, một chút tươi tươi. Chai Luby Crown mùi một chút mùi gỗ khá là rõ nét, hơi cháy cháy, xém xém và ngọt, ngọt cái hậu. Chai Luby Rush mình không detect được mùi mà Tuấn cảm giác đây là mùi trái cây và có một chút gì đó cay cay. Còn cái chai này Luby World, Luby Rush này thì mùi dương vị và cái hậu nó cũng có một chút ngọt của vani luôn. Thì những cái chai này nó khá là nữ tính. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái chai hình cái đầu lâu. Cái nắp hình cái đầu lâu, đây là chai gì đây? Đầu lâu là chai Luby Kiss. Cái nắp hình hình cái đầu lâu nè, có cái vòng hoa phía trên. Luby Kiss này mùi gì? À, bây giờ mình sẽ chấm vô khuỷu tay. Hết chỗ rồi. Rất rõ nét, đó là chai mùi Huệ. Đây. Chai này là hay nha. Mùi hoa trắng. Tuấn nghe ra được mùi hoa lài nữa. Đúng gu luôn. Hoa trắng là cái gu của mình. Mình thích những cái loại những cái nốt mùi mà tạo nên cái mùi hoa trắng và nó thanh. Cái kiểu trong cái chai này, ngay lập tức là Tuấn nghĩ đến cây đồ sơn nha, tại vì cái cảm giác Huệ trong chai này rất là thâm, nó rất là thuần và nó khá là dễ chịu, cộng thêm một cái nốt mùi hoa nhài khá là rõ nét luôn. Nó giống như đây là cái bản merge giữa chai đồ sơn và chai Obelin, Olen của Diptyque gì đó. Mùi rất là ưng. Mùi này đúng là mùi gu của mình luôn. Và cái kiểu, cái cảm quan của cái chai này á, một cô gái nhẹ nhàng, thanh thoát trong bộ áo váy trắng chẳng hạn, thức tha. Cái điểm hay của chai này là nó merge được hai cái nốt hoa nhài và hoa Huệ khá là đều. Vì thường nếu mà Huệ blend chung với nhài á, như chai đồ sơn nó cũng có một chút mùi hoa nhài, nhưng mà đồ sơn thì hoa Huệ nó quá mạnh, nó làm cho cái mùi nhài nó bị lấn át đi. Nhưng mà cái chai này thì nó lên cái chai này là cái chai mà Tuấn nghĩ Tuấn sẽ mua full đó. Luby Kiss tông mùi hoa trắng, tông mùi làm cho mình cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái luôn. Nhất là trong này nó có mùi hoa lài, nó khá là rõ nét, hoa lài, cái kiểu lài của Olen ha, và Diptyque. Mình ngửi được hai nốt hoa trong chai này thôi, còn cái hậu nó thì cũng không định vị được là nó có mùi gì, mà cái kiểu nó hơi có một chút gì đó nó hơi mát mát, cái kiểu mùi lactonic ấy, cái kiểu mùi sữa. Đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ là nó hợp với lại mùa hè, nó hợp với mùa hè.
200 mùi gỗ thì khá hợp với thu đông. Chai gỗ Luby Croc gỗ đàn hương và Luby Crown cái kiểu mùi gỗ tuyết tùng, gỗ tuyết tùng gì đó, nó hơi cháy cháy xém xém mà nó hơi cay cay á, thì hai chai này hợp mùa mùa thu đông. Cái chai Luby Luby Rush này thì nó khá là đa dụng, tại vì cái kiểu mùi nó hơi tạo nên cái cảm giác nó hơi gourmand, nó hơi có một chút gì đó trái cây và nó ngọt. Chai này thì lại là mùi iris thì nó cũng hợp với mùa hè, mùa thu. Còn cái chai mình mới ngửi hoa huệ mùa xuân và mùa 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 hè cực kỳ ok luôn. Theo cái cảm nhận của mình á, thì mình thích cái chai Luby Kiss này nhất ha, cái đầu lâu nó là tông bùi hoa trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chai thứ sáu. Gỡ ra khó lắm. Chai này hình con mèo, nó là cái gì đây? Nó là Luby Du. Luby Du, không biết chữ Du nghĩa là gì. Hình con mèo, con mèo đội vương miện. À, rất giống con mèo của Nhật ha, mèo thần gì đó. Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng tuần túy. Khá là gần với chai, nó có một độ chua nhẹ. Hoa hồng thì nó có cái độ chua ha, chai này có một cái độ chua nhẹ trong cái nốt hoa hồng này nữa và rất là tươi. Chai này làm Tuấn nghĩ đến ngay chai 31 của Le Labo, nghĩ đến ngay chai đó luôn. Hoa hồng rất là tươi, rất là fresh và cảm giác đây là một cái đó hoa hồng mới nở, nó một có một cái độ tươi tươi và một cái độ chua nhẹ trong cái nốt hoa hồng này, thơm lắm. Bên này thì hoa nhài và hoa huệ, bên này là hoa hồng, có nghĩa là cái chai Luby Kiss hình đầu lâu là mùi hoa nhài hoa huệ và Luby Du hình con mèo này là mùi hoa hồng, khá là thuần hồng. Một chút gì xanh xanh ở cái hậu, nó giống như mùi kiểu mùi lá hơi chua chua, không biết nó có lá lý không, nhưng mà lá lý nó tạo nên cái mùi nó hơi chua chua. Đây là một nốt hồng rất là tươi, khá là xanh, chỉ vậy thôi, không ngửi được cái gì quá nhiều. Và bây giờ chúng ta đi qua cái chai cuối cùng, chai thứ bảy, hình trái thơm. Đây là chai gì, Luby gì đây? Luby Funk, Funk hình trái thơm, không biết nó có mùi mùi thơm không. Nếu có mùi thơm mình đoán, không biết nó có giống theo tông mùi của Aventus nó có mùi dứa hay không. Ồ, có thể bị hơi bị loạn nốt rồi, hơi bị loạn rồi. Ngửi một lèo 6-7 chai. Trời xanh mà cố luôn. Rất là chua, chua và có một chút ngai ngái, xanh, cực kỳ xanh. Chai này là cái chai mà tôi nghĩ là nó sẽ thuộc về mùa hè, hoàn toàn mùa hè, vì cái mùi lá rất là xanh ở trong chai này và có một cái mùi trái cây nhẹ, cảm giác như là mùi cam chanh đó, cảm giác thôi. Nhưng mà đây là cái mùi Tuấn liên tưởng trong chai này nè, cảm giác nó có mùi baby grain, là mùi lá, lá cam, tại vì nó có một cái độ chua nhẹ và cái mùi xanh ở trong cái chai này, cộng thêm cái mùi hơi chua chua của cái khá là dễ chịu. Nhưng mà chai này tôi nghĩ nó bám không tốt. Chỉ cảm nhận được vậy thôi, có nghĩa là một mùi lá xanh và một chút gì đó chua chua thiên hướng trái cây trong chai này. Những cái chai khá là đơn điệu, nó không có cái sự làm cho mình khó, gọi là khó nắm bắt cái mùi. Chỉ có cái chai Luby Rush là cái chai hình con sư tử mà đội cái nón của Ấn Độ.
chai con sư tử đồ nón Ấn Độ thì Tuấn hơi khó detect được cái mùi trong cái chai đó, còn lại thì khá là rõ nét, khá là rõ để mà detect được mùi. Đi thứ tự từ bên này qua thì Ruby Cross, mùi gỗ đàn hương, mùi gỗ đàn hương và có một chút gì đó xanh xanh, một chút gì đó xanh xanh và hơi kem kem, gợi nhớ đến cha Bamba ha. Ruby Cross con cá sấu, Ruby World, Ruby Crown hình cái vương miện, một chút gì hơi hao hao của Afghano vì có một chút gì mà cũng cảm giác như mùi gỗ cháy hay là mùi lá cần sa chút xíu thôi, trên cái nền của gỗ tuyết tùng. Sau đó nó khá là rõ nét và cũng có một chút gì đó kem kem ngọt ngọt luôn. Chai Ruby Rush Tuấn chưa detect được mùi, cảm giác đây là một cái mùi của trái cây và hoa, hơi cay cay. Ruby World, Ruby Rouge hình chiếc giày cao gót. Mùi Iris. Iris và có một cái nền kem kem rất là sạch sẽ. Ok, Ruby Kiss mình nhớ chai này nhất. Mùi nhà và Huệ tới bây giờ nó vẫn bền mùi nè. So với những cái mùi nãy giờ Tuấn ngửi ngửi qua ngửi về thì cái mùi này vẫn là một cái mùi rất là dễ nhận biết, có thể là mình nhảy cái nốt hoa trắng cũng như là có thể là đây là cái chai mà nó có cái độ bám tốt hoặc là cái độ tỏa nó ok. Sau đó là cái chai Lubidu hình con mèo thì là mùi hoa hồng thuần túy mà Tuấn gợi nhớ đến chai Santo, không phải, Rose 31 của nhà Le Labo ha. Và chai cuối cùng là Ruby Funk, khá là nhạt. Ruby Funk này mới xịt ra thì nó có một cái mùi hơi chua chua và mùi xanh, một cái mùi xanh mùi chua chua của một cái cảm giác như là mùi cam chanh nó blend chung với mùi lá đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những đánh giá của Frantica về cái line Ruby World này của Louis Vuitton ha. Thì chai được chấm cao điểm nhất là Ruby Rouge, là chai này mùi dương vị được tới 4.24 điểm trên 5 luôn. Tầng hương bao gồm chỉ có 3 nốt trong 3 tầng hương thôi, nốt đầu là cardamom, bạch đậu khấu được đánh giá rõ nhất. Tuấn lại không nghe ra rõ cái mùi ngọt trong cái chai này của bạch đậu khấu nha. Tuấn nghe ra cái mùi iris khá là rõ nét và có một chút gì đó nó gợi nhớ đến chai Z nhà Florentaris. Tầng hương giữa là nốt hoa iris dương vị và tầng hương cuối bao gồm vani. Vani mình nghe cũng khá rõ ràng. Chai được chấm điểm thấp nhất, để coi coi coi, 3.53 là Ruby Funk, đúng như mình đánh giá. Ruby Funk là cái chai mùi hơi chua chua và xanh xanh á, cái kiểu mùi lá và cam chanh, thì cái chai này nó ở cái mức độ là Tuấn không thích nhất trong cái đám này, tại vì cái mùi nó hơi nhạt và nó cũng không có gì quá nổi bật, nó không tạo một cái ấn tượng gì rõ ràng, nó chỉ mát và nó fresh thôi, chấm hết không có gì cả. Tầng hương đầu bao gồm lý chua, tầng hương giữa hoa hồng, tầng hương cuối patchouli. Có thể cái nốt lý, quả lý chua đen nó làm cho Tuấn có cái cảm giác giống như là mùi xanh, nhưng mà hoa hồng và patchouli thực sự là không 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 nhận biết được trong cái chai này, chỉ được chấm 3.53 điểm. Ok, tiếp theo là chai Lubidu con mèo. Đây. Khá là nhiều. Cũng chỉ có 3 nốt thôi. Nốt dâu không nghe rõ mùi dâu, hoa hồng rất rõ mùi hoa hồng, gỗ tuyết tùng không nghe được mùi tuyết tùng luôn, 3.91 điểm trên 5. Tiếp theo là Ruby Kiss, chà mình thích nhất. Hoa nhài tầng hương đầu rất là dễ nhận biết luôn. Hoa huệ một nốt hương rất là rõ nét trong chai này, được bình chọn rất nhiều và cái hậu cuối cùng của nó là xạ và gỗ, một nốt gỗ chung chung. Mình thấy nó có một chút gì mùi sữa, mùi lactonic. Nó hơi giống mùi xạ trong chai Atta Cashmere Musk mà mình có ha. Còn lại cái mùi gỗ thì mình không nhận biết. Ruby Rush được chấm 4 điểm. Một số điểm khá là Ruby Kiss được chấm 3.79 điểm thôi, không không nhiều. Ruby Rush thì 4 điểm, 4 điểm trên 5. Ruby Rush cái chai mà Tuấn khó detect mùi. Pink Pepper, hồng tiêu, da lộn, tuyết tùng. No way. Mình không nghe được cái nốt da lộn trong chai này luôn á.
da lộn là cái mùi nó rất là dễ biết. Mọi người mua cái túi da lộn hay là cái áo da lộn hay đôi giày da lộn về, mọi người sẽ ngửi được cái mùi da lộn, là cái mùi da thuột, nó có một cái độ xanh ở trong cái nốt mùi da lộn ha. Chứ còn trong cái chai này, Lubirash này, Tuấn nghe ra cái kiểu mùi nó hơi trái cây, mà nó có cái gì đó nó trái cây ngọt ngọt, hoa nhẹ nhẹ. Mình không detect được mùi và không hoàn toàn không nghe ra được mùi da lộn và mùi gỗ tuyết tùng trong chai này luôn á. Thật sự cái chai này thì cái mùi nó cũng khá là ok, nhưng mà Tuấn không detect được, và nhìn cái bảng mùi mình càng hoang mang hơn nữa. Pink pepper, hồng tiêu. Hồng tiêu thì nó có chiều hướng nó lên mùi hoa hồng, chút mùi hoa hồng và một chút cây cây. No, cái Lubirash này, cái bảng mùi này Tuấn chịu không biết, tại vì mình ngửi ra một cái tông mùi hoàn toàn khác nha. Tiếp theo Lubicrop. Lubicrop là chai có cá sấu. No, đem bên này đàn hương. Chai gỗ đàn hương này thì nốt đầu bao gồm mộc dược, myrrh. Mộc dược từng cái mùi nó rất là gắt. Chai này thì lại không tạo cho Tuấn cái cảm giác có mùi mộc dược. Cyprian oil, mùi dầu cói và gỗ đàn hương. Gỗ đàn hương thì quá dễ nhận biết rồi, nhưng mà mùi dầu cói này ở trong chai Bamba có, và đó là lý do cái chai này khi Tuấn ngửi là Tuấn có một chút gì đó gợi nhớ đến chai Bamba. Nhưng mà còn thêm một chút gì đó hơi kem kem, nhạt ngọt ngọt, kiểu vani, thì trong này không có list ra, có thể là mùi gỗ đàn hương trong chai đã tạo nên cái cảm giác ngọt và kem như vậy. Được chấm 3.74 điểm trên 5. Một số điểm cũng không cao mấy ha. Và cái chai cuối cùng là Luby Crown. Đây, chai này. Mùi gỗ tuyết tùng ở tầng đầu tiên, patchouli, và tầng cuối là tonka. Không có mùi cần sa. Tuyết tùng mình nhận ra được, patchouli không nhận ra, nhưng mà Tuấn nghe ra một chút gì đó ngai ngái cái kiểu mùi cần sa hoặc là gỗ bị cháy trong cái chai này. Nó có một chút gì đó khói khói. Thì tóm lại đây là một cái line nước hoa mà có hai chai mà Tuấn cảm thấy với cái bảng mùi nó mình không có detect được rõ ràng, đó là chai Luby Rush hình con sư tử đội nón Ấn Độ, và chai Luby Crown trong này thì mình cũng không không thấy, nó không có, mình không nhận biết được cái mùi patchouli. Nó khó detect được mùi vì Tuấn thấy nó có một chút gì nó giống Afghano của Natsumoto. Còn lại thì mấy cái mùi này thì trong cái bảng mùi thì Tuấn không đồng thuận lắm. Còn lại năm chai còn lại thì khá là ok, và cái chai Tuấn thích nhất là cái chai Luby Kiss hình đầu lâu có mùi hoa huệ, hoa nhài, blend khá là đều với nhau. Còn chai Tuấn không thích nhất là chai Luby Fun mùi hình trái dứa có cái mùi xanh và chua chua, tạo cảm giác như là mùi lá và mùi cam chanh, nhưng mà trong cái bản mùi này thì lại mô tả lên cái mùi trái lý chua đen. Anyway, đây là một cái bộ nước hoa mà Tuấn nghĩ là các anh chị em nào muốn sưu tầm hoặc là muốn có những cái tông mùi của Louboutin cũng không quá xứng đáng để chúng ta phải mua những chai full đâu. Chúng ta chỉ cần mua những cái chai kiểu mini như vậy là đủ rồi. Tại vì cái set này thì giá nó rơi vào tầm khoảng trên 3 triệu, gần 4 triệu, chứ nó không có mắc ở cái thị trường gray market ở Việt Nam ha. Thì tính ra là 9 nhân 7 9 ml 7 chai là 63 ml cho 7 mùi. 9763 đúng rồi. Thì cái giá này là quá ok. Còn nếu mà mua chai full á thì đối với Tuấn, Tuấn sẽ mua chai Luby Kiss hình đầu lâu, tại vì cái tông mùi hoa cái gì ta, hoa trắng, hoa nhài và hoa huệ thì mình rất là thích. Hoặc là cái chai Luby Rush là cái mùi mà Tuấn cũng khá đánh giá cao, vì mình không detect được cái mùi rõ ràng trong chai này, và nó có một chút gì đó nó kiểu trái cây và hoa ngọt ngọt, nhưng mà nó tạo nên cái cảm giác khá là sang, nó khá là sang trọng trong cái chai Louis Rush. Đó là hai chai mà Tuấn nghĩ là Tuấn sẽ kéo chai full. Chứ còn nếu mà so với chai Louis Phân không nên mua chai full nè, Louis Croc mùi gỗ đàn hương giống Bamba không nên mua, Louis Crown mùi hơi giống Natsumato ở cái chiều hướng nó nữ tính hơn. Chai này cũng hay, Louis Crown cũng khá là hay. Có thể Tuấn sẽ kéo ba chai Luby Kiss, Luby Crown và Luby Rush. Còn lại chai Luby Fun không nên mua, Luby Du con mèo mùa hoa hồng nó rất là gần với lại chai 31 còn không nên mua luôn. Rồi chai
nhiều quá không nhớ. Ruby Crush không nên mua, Ruby Crown nên mua, Ruby Rush nên mua, Ruby Rouge. Ruby Rouge là cái chiếc giày cao gót, không nên mua. Ruby Rouge không nên mua, Ruby Kiss nên mua, Ruby Doo không nên mua và Ruby Fun không nên mua. Ruby Rouge mùi viên vị thôi, cũng không có cái gì có quá nổi bật, mùi nó khá là fresh và mát. Ok, đó là tất cả những gì về line Ruby World của Louboutin, và mình nghĩ là các bạn nên chơi chai này, chơi cái set này giống như mình, để trải nghiệm được mùi. Còn cái chuyện mà những cái chai này khi mà chúng ta mua về nó hơi khó sử dụng vì ở thuộc cái dạng chấm á, thì các bạn có thể đổ ra cái ống chiết ha, ống chiết 10ml, cái này có 9ml nè, đổ vô xong rồi chúng ta mang đi chúng ta xịt. Còn cái này thì sưu tầm và chân thì nó khá là đẹp ha, và giá nó cũng khá là mềm. Hy vọng là đây sẽ là những cái giải đáp cho những bạn nào mà yêu thích cái nước hoa của Louboutin, và Tuấn sẽ tiến hành mua một cái set 3 chai của Louboutin ở cái line mới, cái chai màu nâu nâu mà có hình, có một chai hình con gì bọ hung á, thì Tuấn cũng đang tò mò cái đó. Có thể cái line đó nó thiên hướng, nó thiên về cái gì ta, Trung Đông, cái kiểu cái mùi nó bí ẩn và nó kiểu nó Trung Đông nhiều hơn, nó đậm đà và nó gắt hơn. Còn cái line này thì Tuấn vẫn đánh giá nó ở tầm mức designer, với cái mức giá nó rất là cao, nó mắc, chai full 100ml mà tới 5-6 triệu thì Tuấn nghĩ nó không có đáng với cái số tiền mình bỏ ra. Còn lại mua cái này để tặng ghệ, tặng vợ này kia, để trải nghiệm mùi của Louboutin thì cái line này khá là tốt. Đó là tất cả những gì về Louboutin, line Ruby World, và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Cần gì thì hãy liên hệ với những contact Tuấn để ngay dưới đây nhé. See you.